Nhắn tin mà suốt ngày cứ hai chấm ngoặc ngoặc rồi hai đứa im luôn thì làm sao chị? Là tại tụi bay nhạt quá chứ làm sao vậy? Mai mốt chị sẽ mở cái chuyên mục gọi là chuyên mục rep tin nhắn sao cho mặn. Crush nhắn là em phải nghi vỏ Sài Gòn tếu khum, không em là vợ anh. Crush nhắn là em ăn cơm chưa, cơm thì ăn rồi còn anh thì chưa. Crush nhắn là crush bảo em ngu, ok thì em là con mèo ngu ngốc đáng yêu của anh chứ còn là gì nữa. Crush nhắn là gà cục 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 cưng của anh nè. Crush nhắn là anh hôn ôm cô ấy nhưng anh chỉ thích em thôi, em cho chó ăn anh chỉ thích mà em cũng chỉ thích anh thôi. Crush nhắn là cục cức như một cục cức em. Em luôn ở bên trong anh. Crush nhắn là trap, ok em sẵn sàng bỏ rap bỏ hip hop bỏ R&B bỏ ballad em nghe trap. Crush nhắn là mình không thích bạn. Bà nội cha cậu, không thích mình là chuyện của bạn, còn thích bạn là chuyện của mình. Crush nhắn là sau này mày đừng tặng kẹo tao nữa. Mình không tặng kẹo cậu nữa đâu, mình tặng mình cho cậu được không? Crush nhắn là đi ngủ với tao không? Hai, mình không ngủ với cậu đâu, mình thức với cậu được không? Crush nhắn là em có gì mà anh thích vậy? Có cái là crush nhắn là oh cock. Crush nhắn là nếu tỏ tình 1 năm trước thì mình thích bạn rồi, năm ngoái tao còn lãng trai má ơi. Crush nhắn là anh đang bận. Vậy chừng nào cậu mới ở chuồng vậy, cậu cho mình biết được không? Crush nhắn là cậu nói chuyện như cái quần vậy đó tại nó ngắn. Crush nhắn là sao mày nhìn dơ vậy? Nè cậu ơi, mình còn dơ hơn khi nói chuyện nữa, cậu có muốn đưa detox không?